Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập nhìn Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi chia sẻ muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tử vi hé lộ bí mật về vận trình tuổi Canh Tý sinh năm 1960, được trời thương Phật độ, lộc lá đầy nhà, tiền bạc ùn ùn kéo tới, giàu sang an nhàn hết phần thiên hạ trong 3 tháng tới. Canh Tý số mạng như vậy, đất ở đầu vách khó mà tìm ra, nhỏ thời vất vả phiêu lưu, lớn lên lập nghiệp lắm ưu lắm phiền, bạc tiền như thể chiêm bao, giàu có như thể sớm và tối ra, tạo lập lắm cửa lắm nhà, mua cất rồi bán thế là trắng tay, thấy người yếu thế cô đơn, có tiền cũng giúp chẳng cần đền ơn, số tuổi có chức có quyền, có tay quán xuyến có quyền khiển binh, vợ chồng xung khắc hay dày, thế mà con cháu đầy nhà phải lo, trung niên vất vả gian nan, kể từ hậu vận an nhàn tấm thân. Quý vị thân mến, người xưa có câu, ở hiền gặp lành, hiền lương sinh ra phú quý quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên bên cạnh đó, tính cách của họ cũng quyết định số phận phần nào. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đủ đầy, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà gặp được nhiều may mắn, cuộc sống được quý nhân phù trợ ít nhiều. Xem tử vi chọn đời tuổi Canh Tý, con giáp này là người thông minh, chăm chỉ, lại hiền lành và giỏi giang. Vì thế mà cuộc sống của họ thường rất bận rộn và phong phú đủ sắc màu. Theo tử vi học, Canh Tý được ông Phật Bồ Tát ban trí tuệ, thiên thủ quan âm bảo hộ, Bồ Tát Thế Chí ban phúc, nên trong cuộc đời của con giáp này dù có trải qua nhiều gian nan, vất vả khi còn trẻ, nhưng về già sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý, an nhàn. Đặc biệt, bước vào 3 tháng giữa năm 2024 này chính là lúc tuổi Canh Tý đón nhận thiên thời, bất ngờ được cát tinh soi chiếu, thần Phật ưu ái mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, trả sạch nợ nần, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, ghen tị. Vậy, chi tiết vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý trong 3 tháng, năm 6, 7, âm lịch sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp được những may mắn nào trên con đường tài lộc, sự nghiệp và làm cách nào để người tuổi Canh Tý có thể đón lành, tránh dữ, gặp nhiều may mắn, bình an, sung túc ở tuổi 65? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được ban biên tập chương trình kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết. Quý vị thân mến, tuổi Canh Tý mang mệnh thổ hay còn gọi là bích thượng thổ. Mệnh này cả đời hạnh phúc, an ổn, giàu có, vinh hoa, được mọi người kính nể. Nữ giới có mệnh vượng phu ích tử, đại phú, đại quý. Nam giới mọi chuyện hành thông, gặp hung hóa cát, được quý nhân nâng đỡ, làm nên đại sự, công thành danh toại. Tuổi Canh Tý mệnh thổ, vốn thông minh, lanh lợi, suy nghĩ lạc quan, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính, gặt hái thành tựu nhất định trong cuộc đời. Hơn thế, người tuổi Canh Tý giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhạy, biến hóa, đa tài nghệ, biết tích lũy tiền bạc, suốt đời không lo thiếu thốn. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý cầm tinh con chuột, được xếp đứng ở hàng số 1, đại diện là con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người tuổi Canh Tý thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm,
con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Tuổi Canh Tý mệnh thổ, giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất biết tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng, lại chân thành, tín nghĩa. Tuy nhiên, lòng tự trọng quá lớn cũng khiến cho những người mới quen dễ sinh hiểu lầm với họ. Tuy nhiên, chỉ cần có thời gian để người đó hiểu thì mọi chuyện cũng được xí xóa dễ dàng, mối quan hệ lại trở nên tốt đẹp. Trên con đường phát triển sự nghiệp, tốt nhất Canh Tý nên lắng nghe và tiếp thu lời khuyên của người đi trước. Với tài trí vốn có, nếu biết kết hợp thêm với những điều được đúc rút kinh nghiệm của những người đi trước, thì sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhìn chung, sự nghiệp của Canh Tý mệnh thổ cũng phải trải qua nhiều khó khăn mới có được thành công như mình mong muốn, nhất là thời trẻ phải trải đủ hoạn nạn, khó khăn, nhưng càng về sau công việc và sự nghiệp của người Canh Tý đều có sự khởi sắc, có quý nhân phù trợ, giúp mọi sự hanh thông, không còn phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp phát triển bền vững. Tuổi Canh Tý cũng có duyên với tiền bạc, cuộc sống ở mức khá giả trở lên, dù ở giai đoạn nào trong cuộc đời cũng đều có rất nhiều cơ hội để phát tài. Tuổi Canh Tý đường công danh khá tốt, nhưng sức khỏe thường yếu kém. Theo sách xưa, Canh Tý có số hưởng thọ trung bình từ 65 đến 79 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu có làm phước, ăn ở hiền lành thì được gia tăng niên kỷ. Ngược lại, nếu gian ác thì sẽ bị giảm kỷ. Năm 2024, tuổi Canh Tý 1960 mệnh thổ cũng có nhiều cơ hội để bứt phá và đi lên làm giàu. Khi có địa chi Tý gặp Thìn, lâm cục diện nhị hợp thái tuế, vận khí hanh thông, tinh thần phấn khởi, gia đạo hài hòa, cuộc sống ít phiền muộn, tiền bạc khá dồi dào, công việc làm ăn suôn sẻ. Xét về ngũ hành bản mệnh, mệnh thổ gặp năm mệnh hỏa, chủ về tương sinh, rất tốt. Dự báo năm 2024 sẽ là năm tốt đẹp ổn định về mọi mặt của người tuổi Canh Tý. Ở độ tuổi âm lịch là 65 tuổi, trưởng bối tuổi Canh Tý phần lớn đã về hưu. Nhờ những kinh nghiệm sống và khoản tài chính tích lũy được khi còn trẻ, có thể triển khai đầu tư, mở mang thêm lĩnh vực kinh doanh, cũng thu hút được nhiều lợi nhuận đáng kể. Ngoài ra, với sự tháo vát và chu toàn của mình, Canh Tý nhất định sẽ được tận hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu mà không cần quá bận tâm suy nghĩ. Trong năm 2024 này, nam mạng Canh Tý gặp sao Thổ Tú, phải đối mặt với một số rắc rối, trục trặc, nguyên nhân là do bản mệnh có phần chủ quan, quá tin tưởng người khác. Nhưng nếu nam tuổi Tý 1960 bình tĩnh giải quyết, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi tốt đẹp. Nữ mạng được chiếu bởi sao Vân Hán, đây là những hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, nhưng bản mệnh sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến phương diện công việc và tài chính. Tuy nhiên, nếu muốn thúc đẩy sự tiến triển của công việc, nữ tuổi Canh Tý sẽ phải đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn, cần vận dụng linh hoạt kinh nghiệm dày dặn, cùng sự hiểu biết sâu rộng vốn có. Công việc không tạo ra áp lực nếu mệnh chủ có thể cân bằng thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt và làm việc. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần làm việc chủ động và tích cực. Nhìn chung, năm 2024 được định sẵn là một năm đầy may mắn đối với người tuổi Canh Tý. Tuy nhiên, do có sao hạn chiếu nên thời điểm đầu năm sẽ có chút thử thách bản thân, nên thích nghi và nỗ lực thì từ giữa năm vào cuối năm sẽ hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn. Và tiến vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch tới này, chính là thời điểm bừng sáng nhất, hành thông nhất của Canh Tý. Khi được cát tinh và quý nhân đồng thuận giúp sức, bản mệnh khởi sắc trên mọi phương diện cuộc sống, mưu sự thuận lợi, cầu được ước thấy. Nếu Canh Tý biết mà nắm bắt tốt vận trình của mình trong 3 tháng này, thì không những có thể ăn nên làm ra, đổi đời đại gia, tiền bạc tiêu thả ga, mà còn có của cải dư giả để dành, an nhàn hưởng phúc đến tận cuối đời. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của cô bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Xin mời cô bác theo dõi nhé. Đầu tiên là tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 5 âm lịch. Tháng này được đánh giá là bước hồi phục cho vận trình năm 2024 của Canh Tý. Tuy chưa có nhiều đột phá, nhưng may mắn sẽ tới nhiều hơn. Xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Canh Tý âm lịch, bản mệnh đã biết chủ động giải tỏa được những căng thẳng trong cuộc sống, nên không có gì phải lo nghĩ nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn, cũng giúp cho cô bác trở nên hài hòa,
nhã nhặn hơn trong cách giao tiếp với mọi người. Tháng này, Thái Dương Cát Tinh ghé thăm, phù trợ cho công việc của con giáp tuổi Canh Tý có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu ai biết chớp lấy cơ hội tốt này, thì việc làm ăn cũng như công danh đều như ý, có thể nắm trọn trong tầm tay. Dường như khó khăn không thể trở thành vật cản của con giáp tuổi này, khi cô bác luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu được rủi ro, tổn thất cho mọi người. Bản mệnh tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi làm việc và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ, chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của cô bác trở nên đầy hứng khởi. Có thể thấy, niềm vui của con giáp tuổi Canh Tý trong tháng này còn đến từ việc công danh sự nghiệp, cũng như việc đầu tư có những thành công, giúp cô bác được mọi người ghi nhận và khiến cho cô bác trở nên tự tin hơn rất nhiều. Theo tử vi tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tình hình tài chính của con giáp tuổi Canh Tý tháng này khá an ổn, không có gì phải lo nghĩ nhiều, tháng mà thiên tài quý nhân được phát huy hết tác dụng, đường tài lộc của người tuổi Canh Tý được hỗ trợ mạnh mẽ. Tuy nhiên, tháng Canh Ngọ này lâm cục Tý Ngọ tương xung, nên số lượng thiên tài đến với cô bác không được nhiều, thu nhập chính vẫn ổn thỏa, chăm chỉ năng nhặt chặt bị thì vẫn có tiền dư trong túi. Ngoài ra, khi có tiền tích lũy cũng không nên dễ dàng tin lời người khác mà vội vàng đầu tư, kẻo mất một khoản tiền lớn. Về sức khỏe trong tháng Canh Ngọ, dương khí hoàn toàn chiếm cứ bầu trời, khiến vạn vật dần trở nên khô kiệt, nóng này, ban ngày nóng hơn nên bản mệnh cần chú ý thông gió trong nhà, giúp âm khí vào được trong nhà. Ngoài ra, người tuổi Canh Tý nên đề phòng các bệnh về mắt, đau tim. Mùa hạ đang tới, buổi sáng nếu có tập luyện thể dục thể thao đôi chút thì cả ngày cô bác sẽ sảng khoái hơn. Trong ăn uống, nên tránh các đồ khô nóng như thịt dê, thịt bò. Nhìn chung, tháng này những người tuổi Canh Tý sẽ chịu nhiều áp lực về tinh thần, nhiều việc phát sinh khiến cô bác càng rối. Khi mà trí tuệ không được linh hoạt, nhưng đổi lại, cô bác gặp khá nhiều may mắn về tài lộc. Về phương diện tình cảm, vì trong tháng dương khí vượng này, bản mệnh Canh Tý thường cảm thấy cô đơn, cô bác luôn trách cứ nửa kia ít ở bên, cô bác cần điều chỉnh tâm lý càng sớm càng tốt. Đồng thời, quan hệ tương xung cũng ảnh hưởng tới gia trạch tín chủ, các hoạt động xã hội, nhân duyên của người làm ăn vì thế cũng trở nên hạn hẹp. Nếu muốn có nhiều cơ hội kết thân, cô bác phải phát huy hết khả năng quan hệ xã giao mới có thể có được thành công. Xem tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Canh Tý, tháng mới với sự khởi đầu mới đầy hứa hẹn, do quý nhân tam hội nâng đỡ, người tuổi Canh Tý chủ động mưu sự lớn, tỷ lệ thành công cao, thêm tử vi trợ lực, giúp cho việc làm ăn trên đà tiến triển, cơ bản là tốt. Cô bác hãy tiếp tục vững tin vào bản thân và tiến hành những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Thời điểm này, cô bác có thể dựa vào sức của chính bản thân mình để đem lại một khoản lợi ổn định, giúp cải thiện cuộc sống. Lâm quan cũng đem lại cho bản mệnh ít nhiều cơ hội, nếu có thể nắm bắt thì ắt hẳn cô bác sẽ nhận được nhiều lợi thế trong làm ăn. Thiên đức cát tinh cùng giúp cho bản mệnh phát tài phát lộc, quý nhân ghé thăm và giúp cho bản mệnh tìm thấy được thêm nhiều hướng đi mới trong tương lai, kiếm được tiền bạc chẳng bao giờ thiếu. Song khi đủ đầy, cần phải lo lúc khó khăn, nhớ tiết kiệm để chi dùng cho lúc túng thiếu. Người vẫn đang đi làm có thể tin rằng, chỉ cần cô bác luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó, thì chắc chắn cô bác sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Cấp trên luôn yêu quý một nhân viên sẵn sàng xông pha, thử thách bản thân, không ngại đối diện với khó khăn như vậy. Có điều nếu là người làm trên cương vị lãnh đạo, thì cô bác không nên quá mức kiêu căng, tự phụ, coi mình là nhất. Những tính cách cực đoan ấy sẽ ngăn cản cô bác tiếp thu ý kiến của người khác, thậm chí là vô tình phạm phải sai lầm mà không biết sửa. Thời điểm này, cô bác cũng cần chú ý những đối tượng đột nhiên gần gũi, thân thiết với mình, rất có thể đó là những kẻ lừa lọc, không đáng tin. Sao chiếu giải thần và Thái Dương khuyên cô bác nếu có thể thì hãy tích cực làm việc thiện, giúp đỡ người khác, làm ăn chân chính thì cô bác sẽ được thần Phật phù hộ, hóa giải nhiều tai ương, không lo vận hạn. Trong tháng này, những chú chuột cần phải cẩn trọng hơn trong công việc của mình, có điểm báo cơ hội thăng tiến đang đến rất gần. Nhưng thương quan xuất hiện khiến cho con giáp này thiếu chú ý mà mắc phải sai lầm, bỏ lỡ thành công ngay trong tầm tay. Trái ngược với những tiến triển rõ rệt trong sự nghiệp và tài lộc, thì đường tình duyên của người tuổi Canh Tý lại khá ảm đạm. Trong tháng Tân Mùi này, do cục diện Tý Mùi tương hại, quan hệ vợ chồng có nhiều dấu hiệu xa cách, có thể hai người đều quá bận rộn với công việc hàng ngày, nên không có thời gian để chăm sóc lẫn nhau, chăm sóc nhà cửa, thậm chí còn ít có cơ hội gặp mặt nhau.
đôi bên dễ phó mặc tất cả cho nửa kia hoặc cho những người khác trong gia đình. Chính sự bận rộn ấy khiến bản mệnh và người ấy đều cảm thấy mệt mỏi mà có lời qua tiếng lại với nhau, khiến không khí gia đình bí bách, căng thẳng. Tuy nhiên, cả hai nên đặt mình vào vị thế của người khác, lắng nghe quan điểm của nhau thì sẽ hóa giải được sớm thôi. May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Tý khá lạc quan trong thời điểm này, chủ yếu là nhờ tinh thần tích cực, khiến cô bác luôn cảm thấy tràn trề sức sống. Tháng 6 âm này, cô bác ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe nên cũng thường xuyên rèn luyện, có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hiệu quả và hợp lý hơn trước đó. Bên cạnh đó, cô bác cũng có thể tham khảo thêm một vài biện pháp phong thủy sức khỏe, như là trồng thêm cây xanh hợp lý trong nhà, trong phòng làm việc, bố trí hợp lý từng phòng trong nhà, sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy như đá, trầm hương, để sức khỏe cũng như tài lộc được cải thiện, gia đạo sung túc, bình an nhé. Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960, trong tháng 7 âm lịch. Tiếp nối tử vi tháng trước, tháng này giải thần cho tuổi Canh Tý sự tỉnh táo và tâm tính hiền lành, biết phân biệt đúng sai, tránh xa vào những cuộc cãi vã vô bổ. Trong công việc cũng như trong đời sống, khó tránh được những tình huống nóng này, nhưng rất nhanh bạn đã kịp thời bình tĩnh, kiềm chế hành động xấu, nhờ vậy nên vận trình sáng sủa, cát nhiều hơn hung, dễ gặp quý nhân và hòa giải với đối thủ. Dẫu đôi bên cạnh tranh gay gắt, nhưng sự tôn trọng lẫn nhau, cùng phấn đấu bình đẳng để bản thân phát triển hơn, chứ không dựa vào chiêu trò đấu đá, đây là tín hiệu đáng mừng. Còn có đối thủ tức là bạn còn có động lực và mục tiêu để tiến xa hơn và mạnh mẽ hơn. Tài lộc có cả chính tài và thiên tài, với những nguồn thu tăng lên đáng kể. Cuối tháng là thời điểm tổng kết toàn bộ kết quả và nhận thành quả. Bạn thu hồi được một số công nợ, đồng thời xác định bản thân đã gặt hái được không ít thành tựu, nên không cần lo ngại về phương diện này. Về phương diện sự nghiệp của người tuổi Canh Tý tháng này cũng có nhiều điểm sáng, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Mặc cho đây là tháng cô hồn, tháng đầy sự xui xẻo theo quan niệm dân gian, tuổi Canh Tý vẫn đạt được những thành tích rực rỡ trong tháng, xứng đáng với nỗ lực cô bác đã bỏ ra. Nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp thái tuế, lại thêm nguyệt lệnh lâm đất thai, những chú chuột đang bước vào giai đoạn ổn định, khi mọi khó khăn đều đã được giải quyết ổn thỏa, các kế hoạch đều tiến triển theo đúng tính toán của bản mệnh, vận trình hanh thông đầy hứa hẹn. Với những biểu hiện xuất sắc của mình, con giáp này có thể sẽ được cấp trên giao phó thêm trọng trách, hãy nỗ lực thể hiện, bởi đây là cơ hội để cô bác thăng tiến đấy. Các mối quan hệ xã giao trong tháng này cũng rất hài hòa và tốt đẹp, bản mệnh có thể dễ dàng kết thêm bằng hữu, mở rộng mạng lưới với bạn bè, tăng cơ hội gặp quý nhân, đi đầu cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo đơn thương độc mã. Nhân đà này, bản mệnh cũng nên tận dụng sức mạnh tập thể để gặt hái thành công lớn hơn. Tuy nhiên, cây càng cao thì gió càng lớn, cô bác vẫn nên có sự đề phòng sự đố kỵ, cố tình gây bất lợi của những kẻ ghen ghét bên cạnh. Cạnh tranh trong tháng không thể thiếu, nhưng đừng quá lo lắng, chính quan sẽ giúp cô bác dùng chính bản lĩnh, sự lanh lợi của bản thân, cộng thêm chút may mắn về thời vận, bản mệnh đủ tỉnh táo và sáng suốt để xử lý mọi việc đâu ra đó, thu về kết quả khả quan. Nên nhớ, cô bác càng chủ động thì càng tận dụng được lợi thế. Chính vì vậy, tuổi Canh Tý hãy cứ mạnh dạn mưu sự lớn, bởi tỷ lệ thành công sẽ khá cao. Về phương diện tình cảm, đường tình duyên của người tuổi Canh Tý trong tháng cô hồn lại vô cùng ấm áp và dễ chịu. Bản mệnh sống rất biết điều, có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình, nên có thể bảo vệ được hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ bé của riêng mình. Gia đạo bình ổn, sóng gió nào cũng sẽ qua khi hai vợ chồng đồng lòng giải quyết, vợ chồng con cái hòa hợp, không khí gia đình ấm êm, yên vui, tạo nền tảng cho bản mệnh phấn đấu trong sự nghiệp. Vận đào hoa của người độc thân dần vượng, nên chủ động hơn trong các mối quan hệ xã giao, sẽ tăng cơ hội gặp được người phù hợp. Tuy nhiên, về phương diện sức khỏe lại không khả quan, tháng này bạch hổ hung tinh xuất hiện, mang tới điềm báo khá xấu về sức khỏe của những chú chuột. Tuổi Canh Tý cẩn thận trọng kẻo gặp hỏa huyết quang, tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn có tính sát thương cao. Theo quan niệm dân gian, tháng 7 là tháng cô hồn, âm khí cực vượng, vì thế tuổi Canh Tý chú ý cân bằng âm dương, hạn chế bệnh cũ tái phát, nhất là những chứng bệnh liên quan đến gan tạng hay khí huyết, luôn giữ tâm trạng thoải mái, tìm cách giải tỏa căng thẳng, áp lực ngay khi có thể, để tinh thần ổn định, không bị tà khí xâm chiếm, gây bấn loạn, bất ổn, mụ mị đầu óc. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Canh Tý theo tháng sinh âm lịch. Tuổi Canh Tý cầm tinh con chuột là những người thông minh, nhanh nhẹn,
ứng xử linh hoạt, khéo léo trong giao tiếp. Họ là những người có trí tưởng tượng phong phú, tư duy sáng tạo, thông minh hơn người. Nhìn chung, những người sinh tuổi Canh Tý có vận trình cuộc đời tốt đẹp, gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý sinh vào ngày, tháng, giờ sinh khác nhau sẽ có những cơ hội phát triển tính cách, vận số khác nhau. Tháng 1 âm lịch, tháng Tân Xuân. Tuổi Canh Tý sinh tháng này được phúc lộc trời ban, công việc được người tài dẫn dắt, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Sinh vào tháng này, tuổi Canh Tý là những người tài trí, thông minh, có tài kinh doanh, lãnh đạo. Tuy trong cuộc sống gặp phải nhiều thăng trầm, nhưng cuối cùng cũng thành công trong sự nghiệp. Tháng 2 âm lịch. Đây là những người dễ gần, tính cách thân thiện, giỏi ăn nói và thích kết giao bạn bè. Trong cuộc sống được quý nhân giúp đỡ, nên khá thuận lợi và may mắn, tâm hồn lãng mạn, thích hợp theo nghề nghệ thuật. Tháng 3 âm lịch. Tuổi Canh Tý sinh tháng này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, tháng 3 theo lịch vạn niên là tiết thanh minh. Sinh vào thời điểm này tuổi Tý dễ có tâm trạng buồn rầu, tinh thần không mấy tích cực, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, từng bị phản bội. Khi ra ngoài, cần cẩn thận hơn, đồng thời giữ tâm trí bình an, làm việc thiện, cố gắng phấn đấu, hậu vận sẽ được an nhàn. Tháng 4 âm lịch. Tuổi Canh Tý sinh tháng 4 có tính khí nóng nảy, bảo thủ, không thích tiếp thu ý kiến của người khác. Do đó, bản mệnh nên chú ý điều hòa tâm trạng, rèn luyện trí đức. Sinh vào tháng này, bản mệnh có cuộc sống khá bôn ba, cần chú ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh, không nên kết bạn bừa bãi, đề phòng kẻ gian lợi dụng. Tuy nhiên, được hưởng lộc đàng vợ, nếu kết duyên sớm với người hợp tuổi, gia đình khá giả, sung túc. Tháng 5 âm lịch. Canh Tý sinh tháng này là người thông minh, tính cách mạnh mẽ, có danh tiếng và uy vọng khá cao trong công việc. Trong cuộc sống, đôi khi gặp phải nhiều khó khăn, vất vả, nhưng có số giàu sang. Tháng 6 âm lịch. Là người có tài, nhưng tham vọng lại quá lớn, trong công việc hay xảy ra xung đột, cãi vã với đồng nghiệp, nên chú ý tới sức khỏe bản thân, đề phòng các bệnh như đau đầu, stress. Tháng 7 âm lịch. Là người có tài, nhưng tính cách lại khá nóng nảy, vận số khá tốt, trong công việc không có điều gì phải lo lắng. Hơn nữa, tháng 7 âm là tháng vào vụ thu hoạch, hoa quả, thóc lúa dồi dào. Tuổi Canh Tý sinh tháng này cuộc sống no đủ, yên ấm. Tháng 8 âm lịch. Là người giỏi giao tiếp, có năng lực trong công việc. Tuy nhiên, cần chú ý tu tâm dưỡng tính nhiều hơn, làm việc phải thận trọng và suy nghĩ kỹ càng. Cuộc sống của bản mệnh thuận buồm xuôi gió, tính đâu được đấy, phúc lộc dồi dào, được mọi người yêu mến. Tháng 9 âm lịch. Là người hiền lành, thật thà, nhưng lại khá thận trọng và không thích giao tiếp. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả, có nhiều chuyện buồn phiền. Về già mới có được cuộc sống gia đạo êm ấm, bình an. Tuy nhiên, bản mệnh cần rèn tính quyết đoán, hòa đồng hơn, tương lai cơ đồ mới được rộng mở. Tháng 10 âm lịch. Là người học rộng, biết nhiều, tư duy nhạy bén nhưng không biết nắm bắt thời cơ, thành công khá muộn. Tháng 11 âm lịch. Tính cách âm trầm khó đoán, thích một cuộc sống tự do, thoải mái, vận số khá tốt đẹp và thuận lợi. Tháng 12 âm lịch. Tính cách hào sảng, hay quan tâm, giúp đỡ người khác. Những người này cuộc sống khá bận rộn, không có nhiều thời gian cho gia đình, sự nghiệp có gập ghềnh, khó khăn. Tuy nhiên, bản mệnh bản lĩnh, chăm chỉ, tương lai công thành, danh toại, gia đạo sung túc. Quý vị thân mến, từ 65 tuổi trở đi, đời Canh Tý có 3 việc nếu không biết kiểm soát hoặc tránh được, thì cố đế đến đâu gia đình cũng khó mà hạnh phúc. Thứ nhất, không nắm giữ tốt tiền bạc trong tay. Con người Canh Tý khi còn trẻ lúc nào cũng sẵn sàng xông pha trên mọi nơi để lập nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là kiếm tiền để dưỡng già, để có cuộc sống thoải mái khi tuổi già. Tuy nhiên, khi về hưu thì sức khỏe và tinh thần của tín chủ cũng theo đó mà giảm sút đi. Nhưng có nhiều Canh Tý tuổi này vẫn phải bận lòng vì con cái. Là cha mẹ thì việc nuôi dưỡng, chăm sóc con cái là chuyện cần làm. Nhưng cái đáng nói là nhiều người đang làm việc này quá tay. Họ đem toàn bộ số tiền dưỡng già của mình để cho con cái mà không giữ cho bản thân đường lui. Có người nghĩ, tiền bạc, nhà cửa rồi sau này cũng để lại cho con cả, nên cho sớm hay muộn cũng như nhau. Nhưng thực tế không phải vậy. Bản thân mỗi Canh Tý sau tuổi về hưu thì cần phải dưỡng già. Chỗ dựa lúc này là con cái, nhưng chủ yếu vẫn là số tiền đã tích cóp từ trước. Hãy biết dự phòng cho bản thân những lúc cấp thiết. Có rất nhiều trường hợp cha mẹ trao cho con cái quản lý tiền bạc, nhưng rồi sau khi lập gia đình thì con cái bỗng dưng thay đổi,
lúc này mâu thuẫn dẫn đến xung đột giữa cha mẹ và con cái. Thứ hai, không biết bảo dưỡng thân thể. Nếu cô bác không biết chăm sóc cho cơ thể khỏe mạnh, thì sau này đau ốm, cô bác sẽ tốn kém nhiều khoản tiền ngoài dự tính. Những khoản chi phí ấy có thể làm sụp đổ cả một gia đình. Thế nên, đời người sức khỏe mới chính là tài sản đáng quý nhất. Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thì cô bác sẽ tiết kiệm được khoản tiền chữa bệnh rồi. Hãy rèn luyện, cần dưỡng sinh thì phải dưỡng sinh. Hãy biết yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn, thì mới có thể an hưởng tuổi già được. Dù giàu có, địa vị có cao đến đâu, sức khỏe ổn định và tinh thần tốt luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để có những ngày tháng tuổi già an nhàn. Thứ ba, sống dựa dẫm, phụ thuộc vào con cái. Rất nhiều người nghĩ rằng mình vất vả nuôi dưỡng con cái bao nhiêu năm thì tới lúc mình già con cái phải có nghĩa vụ báo đáp mình. Nhưng thế hệ con cái ngày nay phải lo lắng rất nhiều, nào là trả tiền nhà, tiền xe, tiền chăm sóc vợ con, rồi chi tiêu hàng ngày. Có những người con không phải họ không muốn báo hiếu, mà là họ lực bất tòng tâm. Tuổi càng cao bạn sẽ gặp phải rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu. Không ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện duy nhất bạn phải làm là sống tốt mỗi ngày. Già rồi sức khỏe không được như người trẻ tuổi, hiệu quả công việc và kiếm tiền cũng sẽ ít hơn. Bạn nhất định phải tích cóp cho mình một khoản tiền dưỡng lão, ít nhất là phải đủ để nuôi bản thân sống qua ngày. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, lớn tuổi, nhiều bệnh. Con cái dốc lòng chăm sóc sẽ khiến bạn cảm thấy tội nghiệp cho chúng, mà con cái lạnh lùng bỏ bê thì bạn khổ không để đâu cho hết. Cho nên không thể không có tiền dưỡng lão. Có tiền rồi, ít nhiều gì cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Mọi người vẫn hay bảo phải có con cái để về già có người chăm sóc, nhưng thực ra sự đời khó đoán. Điều tốt nhất bạn có thể làm là không liên lụy người khác, không tổn thương bản thân. Hãy có chuẩn bị từ trước, cả đời chỉ dựa vào bản thân mình, ấy cũng là một loại hạnh phúc. Quý vị thân mến, bí quyết cải mệnh tuổi Canh Tý trong 3 tháng tới, phước chính là vị thần hộ pháp bảo vệ chính mình. Phước cũng giống như tiền tiết kiệm để dành hàng ngày. Khi gặp tai nạn hoặc lâm nguy, bạn luôn có sẵn để dùng. Khi làm được việc thiện, nên khiêm cung kín đáo để giữ gìn phước báo trọn vẹn. Phước phải do chính mình tạo nên, chứ không phải cầu mà có. Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước. Nếu bình thường bạn không biết tạo phước, giúp đỡ người nghèo khó, phóng sanh cứu vật, cúng dường tam bảo, hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu, đùm bọc thân bằng quyến thuộc, không biết tiếc phước như là tiêu dùng, mua sắm lãng phí, ăn uống vô độ, không phụng dưỡng tứ thân phụ mẫu, sân si thù hận, thì khi gặp nạn tai có cầu xin, van vái khắp nơi, cũng không có người giúp. Chính vì vậy, đừng coi thường việc gieo phước hàng ngày. Trong kinh Quán Đỉnh Đức Phật giảng, nếu như chúng ta quy y tam bảo, thì sẽ có 36 vị thần hộ pháp bảo vệ. Người thọ chỉ ngũ giới thì mỗi giới có 5 vị thần hộ pháp bảo vệ, tổng cộng có 25 thần hộ pháp. Những thần vương này lại có hàng hà sa số quyến thuộc, thầy đều ủng hộ người tu. Trong Phật thuyết Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy, người học Phật không kể là xuất gia hay tại gia, nếu tu tâm, giữ giới, sẽ được hộ pháp ngày đêm che chở, bảo vệ cho đến khi được thành tựu. Nếu không giữ giới tất chẳng được như vậy, đôi khi còn bị các ngài quở trách. Thật ra, người bình thường ai cũng có hộ pháp trong vô hình, âm thầm che chở. Họ là ai? Họ chính là thần chủ mạng, phước thần và chánh thần, ghi chép việc thiện ác của người. Vậy nên, lời cổ nhân dạy, trên đầu ba thước có thần linh là chân thật chứ không phải hư dối. Nếu bạn sống thiện lương, thì chư vị ngày đêm bảo vệ bạn. Nếu bạn sống xấu ác, hoặc làm các việc tổn đức như hại người, ngoại tình, tà dâm, chư vị giận dữ mà bỏ đi, thì vô cùng nguy hiểm. Bạn rất dễ bị các loài phi hành quỷ mị hoặc tà thần ác quỷ giá nhập tấn công, điều này không thể không biết. Người học Phật chân chính cần biết điều này. Vì Đà Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ cùng hộ pháp thần vương, chư quỷ thần đều luôn bảo vệ người tụng kinh trì chú. Phàm là oan gia trái chủ, có muốn đến tầm cừu báo oán, hay thiên ma ba tuần muốn tìm tới gia hại, đều chẳng thể lại gần. Nếu dốc sức thành tâm tụng kinh cho chúng sinh nghe rồi, trừ việc chuyên vì cá nhân nào đó mà tụng kinh ra, công đức tụng kinh nên hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới, lâu dần túc oán sẽ hóa giải, bệnh dữ sẽ được lành, sự nghiệp dần thuận lợi. Video đến đây xin phép được khép lại. Kính chúc quý khán giả sức khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.